Anh chị và cô chú, hiện tại em có mặt tại ấp Bình Trung, xã Thanh Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì khu vực này em có một mảnh đất bán giá vốn lại cho anh chị luôn nha, bán sổ cho anh chị mình. Thì khu vực này á, mảnh đất mặt tiền như thế này á, người ta bán từ 600 tới 650 không à. Ở thì bữa nay chủ cần tiền, muốn hạ giá, bán giá gốc cho anh chị mình luôn nha. Thì ở đây người ta muốn thu hồi vốn về. Bề ngang cái mảnh đất này 8m6, chiều sâu vô là gần 30m. Đất chỗ này luôn nè anh chị. Đó, trước cửa mình thì nhà vườn. Đường thì đường thông nha. Đường đây là đường thông quyện lộ 12 nè. Đó, ở đây là thông ra quyện lộ 12, 12B, 12C đấy, em lộn anh chị. À, em quên anh chị. Nhưng mà hai bên đường, đường nào cũng là ra quyện lộ 12 hết. Thì ở đây nè, ngay chỗ cọc này nha, ngay cái cọc này, thẳng vô phía sau là gần 30m. Còn mấy tấc nữa là 30m nha. Anh chị đi qua đây, đi qua tới chỗ này, cọc chỗ này nha, là 8m6, sâu vô phía trong. Đường này thì đường xe 16 chỗ chạy thoải mái luôn, đi theo anh vô sao. Đất hướng Tây, tổng diện tích của cái mảnh đất này 247m2, có 100m đất ở nông thôn, còn bao nhiêu là cây lâu năm. Đó, thì cái này bán 480 triệu nha. Đây là cái cột mốc phía sau. Đây nha anh chị, cột mốc phía sau đó. Đi qua đây, đi qua tới chỗ này để em tìm cột mốc phía sau anh chị. Đây, cột sát bên mé chỗ này mọi người, anh chị. Cái mương này là cái mương bên đất người ta nha. Ở cái mương đó là người ta tự đào lên, người ta làm cái rãnh để người ta trồng dừa, người ta tưới dừa đó, chứ không phải mương của nhà nước nha anh chị. Không có hiển thị trên sổ mình, không có lộ giới luôn. Đó, đường dây điện đồ có đầy đủ. Ở đây anh chị chạy ra trạm y tế nè, chạy ra quỹ ban xã nè, chừng cỡ phút mấy tới 2 phút thôi. Chút xíu các em sẽ chạy ra ngoài, chạy ra ngoài em quay cho anh chị mình coi luôn nha. Khu vực đây có cái gì, thì có trạm y tế, trường chợ gì đó, quay cho mọi người coi. $480 triệu nè này nha anh chị, chủ thu hồi vốn bán giá rẻ luôn. Thì nếu mà anh chị coi á, thì cũng có nhiều bạn quay khu vực này rồi. Đó, khu vực tự đẳng ra đây người ta bán từng toàn là 600 đổ lên không à. Mà riêng cái mảnh này thì người ta kẹt vốn, người ta bán có 480 triệu thôi. Bề ngang 8m6, coi như gần 9m luôn. Đó, thì đất hướng Tây. Ở đây về thành phố Hồ Chí Minh á, là cỡ đâu 65 cây đổ lại thôi, 65 cây. Từ Mỹ Tho chợ gạo xuống đây cả 20 cây hay mấy cây anh chị. Ở đây thì xã Thanh Nhật coi như là giáp ranh với chợ gạo rồi. Anh chị bước ra chừng 2-3 cây số là tới địa bàn của chợ gạo rồi anh chị. Thì ở đây sổ không riêng mình có sẵn, công chứng bất cứ giờ nào cũng được. 480 triệu, gặp chủ thương lượng nhẹ nhẹ thêm nha. Rồi, thì để em chạy đi ra ngoài lộ, em quay cho anh chị mình coi. Rồi, thì đây là con đường chạy ra ngoài nha anh chị và cô chú. Đó, đường thì đường xe 16 chỗ chạy thoải mái luôn, đường rộng rãi nha. Ở xung quanh đây thì nhà người ta ở rất là nhiều, đường rất là rộng rãi.
Ở đây thì mình lên trung tâm của thị trấn luôn á, thì đâu chắc cả hai cây mấy anh chị, hai cây mấy số là tới rồi. Ở phía trước mình là tới đường Nguyên Lộ rồi đó. Coi như là từ cái mảnh đất chạy ra cả phút mấy là tới được ngoài đường Quyền Lộ 12C. À nhớ rồi, đường này Quyền Lộ 12C. Đi hoài nhiều khi đường Quyền Lộ 12 trên đây nhiều quá anh chị, thì mình không nhớ. Ở đây là nhà văn hóa, nhà văn hóa xã Thanh Nhật nha. Phía trước là Quyền Lộ nè. Còn bên đây anh chị bước tới chân cầu một cái là tới ủy ban xã. À, ủy ban xã ở đây. Ngay chỗ chân cầu đó. Rồi anh chị ngược lại xuống đây cỡ đâu chừng trăm mấy mét đó, là xuống trạm y tế. Là trạm y tế ủy ban xã nằm mặt tiền trên đường này luôn nha. Rồi anh chị, 480 triệu gặp chủ thương lượng thêm nhẹ nhẹ nha. Rồi, thì tới đây em kết thúc cái video nha anh chị. Đường này là đường đội 4 Bình Trung. Đường xe 2 tấn luôn. Rồi em kết thúc cái video nha anh chị.